Dạ em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em. Giờ dạ, em có mặt tại ấp Cà Na, xã Lương, An Trà, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì em đã có mặt tại đây để quay ông thẻ số 4. Vừa thời gian gần đây thì đã nổi gầm gỗ trên mạng đó cô chú anh chị các bạn. Thì em đến đây để ghi hình cho cô chú anh chị các bạn cùng xem cùng với em. Thì cô chú anh chị các bạn cũng biết đó, thì vừa qua thì dinh ông thẻ này làm cho bà con Phật giáo về môn phái Bửu Sơn Kỳ Hương và tất cả người dân hộ pháp trên khắp cả đất nước và Việt Kiều trong ngoài nước đã hiểu nhầm về dinh ông thẻ số 4. Và trước khi chúng ta khám phá về dinh ông thẻ số 4 ở ấp Cà Na này thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ, thật nhiều niềm vui. Và đến với video hôm nay, em và cô chú anh chị các bạn sẽ khám phá về dinh ông thẻ phương Nam này thật hay giả thì do cô chú anh chị các bạn nhận xét, còn em chỉ nêu ra quan điểm của mình để cô chú anh chị các bạn cùng với em ôn lại lịch sử của Đức Phật Thầy Tế An. Trước mặt cô chú anh chị và các bạn là ông thẻ ở xã Lương An Trà, tỉnh An Giang, vừa qua đã được khai quật và rầm rộ trên mạng xã hội, làm cho bá tánh thập phương nói riêng và người trong đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và đạo Phật giáo Hòa Hảo đến đây cúng viếng và hành hương rất là nhiều. Ngoài ra còn các Phật tử ở nước ngoài đã gửi tiền cúng viếng về đây xây dựng thẻ. Nhưng đối với những người chưa hiểu về nguồn gốc về năm ông thẻ thì sẽ như vậy. Còn đối với những vị Phật tử đạo phái Bửu Sơn Kỳ Hương và những người Phật tử Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài nước Việt Kiều trên cả các quốc gia thì đều biết rằng khi chúng ta lui về lịch sử 200 năm lẻ mấy cô chú anh chị bạn thì đều biết rằng các ông thẻ này đều được Đức Phật Thầy Tế An giao cho ông Đức Thú Quảng là Trần Văn Thành đó cô chú anh chị bạn. Mà nhắc đến đây thì em sẽ nhắc đến trong một trong 10 điều phiên tu của Đức Phật Thầy Tế An. Ở điều thứ nhất, thầy có nói rằng: điều thứ nhất thầy phiên nên nhớ, lòng trung kiên hương thở còn nêu, dù ai nghĩ nặng trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian, đều là quyển vật chớ mang nơi lòng. Và điều thứ nhất thầy cũng khẳng định rằng điều quyển vật ở trần gian này rất là nhiều, và lời cao siêu của thầy thì là phiên đệ tử Bửu Sơn Kỳ Hương và hậu nhân là Phật giáo Hòa Hảo hãy tin tưởng bằng lời cao siêu của thầy đã đưa ra. Và ngược về lịch sử 200 năm lẻ thì Đức Phật Thầy là một vị Phật sống ở tại thế, và nơi đây ngài có nhận 12 vị đệ tử, và người đầu tiên đó là Đức Cố Quảng Trần Văn Thành. Và Đức Cố Quảng đã được Đức Phật Thầy Tế An truyền đạo và đắc pháp. Vì vậy Đức Cố Quảng mới thừa truyền pháp của Phật Thầy Tế An là đi cấm 4 ông thẻ nha cô chú anh chị các bạn. 4 ông thẻ thì cô chú anh chị và các bạn đều biết đó, thì ông thẻ này không phải là ông thẻ thường mà ở đâu mọc lên cũng được cô chú anh chị. Khi 4 ông thẻ này Đức Phật Thầy giao cho Đức Cố Quảng là đã gửi rắm linh thần của một vị thần để cai quản trắng yếm. Cho nên là khi mà Đức Cố Quảng được Đức Phật Thầy truyền cho 4 cái thẻ và truyền luôn cả bài tâm pháp, khi mà gỡ yếm lên và cấm cây lào táo là cây ông thẻ đó chứ không phải chị bạn, thì cây lào táo này được kích thước là khoảng 2 mét. Thì trên thân cây lào táo thì là được các 4 phía là có chữ Bửu Sơn Kỳ Hương,
và trên đầu cây đào táo thì được cắt một búp sen nhỏ. Đó. Và cô chú anh chị các bạn cũng biết đó, là khi mà cắm xuống thì phải đọc bài tâm chú của Đức Phật Thầy Tây An, thì vị thần cai quản thẻ đó sẽ nhập vào đó và sẽ giải bùa trấn yếm của người Tàu và giúp cho nơi đó được phồn thịnh trở lại. Và cô chú anh chị các bạn cũng biết rằng khi Đức Phật Thầy Tây An giao cho Đức Cứu Quản 4 cây thẻ để đi cắm thì không có chỉ định là cắm ở nơi nào, và chỉ biết rằng nơi nào ông thẻ rớt xuống thì sẽ cắm. Nhưng cô chú anh chị các bạn đều biết rằng khi 4 thẻ đó là một tay của Đức Phật Thầy Tây An giao cho ông Đức Cứu Quản, có nghĩa là một người giao ra là 4 thẻ đó trùng một họ nha cô chú anh chị các bạn, và không thể nào là một họ khác được, nó chỉ 4 cây thì là một họ. Và đặc biệt thay, khi Đức Cứu Quản đi cắm 4 thẻ thì 4 ông thẻ đó đều xuất phát từ chữ Vĩnh nha cô chú anh chị các bạn. Nếu viên ông thẻ nào mà không xuất phát từ chữ Vĩnh thì cô chú anh chị các bạn môn phái Bụ Sơn Kỳ Hương, đạo Phật giáo Hòa Hảo và cũng như em là những người mộ pháp thì hãy xem xét lại ha. Và theo nghiên cứu khoa học thì 4 chữ Vĩnh đó được 4 thẻ cắm đó là: một, xã Vĩnh Thanh, Cần Đăng hiện nay của Chi Tôn. Ông thẻ thứ hai là xã Vĩnh Thanh Trung. Ông thẻ thứ ba là xã Vĩnh Tế, còn gọi là kênh Vĩnh Tế đó cô chú anh chị các bạn. Và ông thẻ thứ tư là Đông Phương Xích Đế, Nam Phương Xích Đế chứ. Ở Nam Phương Xích Đế là ở xã Vĩnh Phú, tỉnh Kiên Giang. Và 4 ông thẻ này là được xuất phát từ chữ Vĩnh và được các bô lão môn phái Bụ Sơn Kỳ Hương công nhận là 4 ông thẻ được ngự tại đó và được lập đền thờ đến ngày nay. Còn trước mặt của chú anh chị là ông thẻ xã Lương An Trà, tỉnh An Giang. Gần đây đã rầm rộ bà con đến đây, Phật tử đến đây cũng nhiều rất nhiều. Nhưng trước mắt của chú anh chị các bạn là ông thẻ này đã được đóng cửa và được cơ quan nhà nước nhúng tay vào điều tra. Vì vậy sự thật và giả dối sẽ, em nghĩ là gần đây sẽ, cô chú anh chị các bạn sẽ tường tận. Nhưng giờ phút này thì là cấm du khách hành hương và quay phim chụp hình, cho nên em cũng rất là khó tiếp cận cô chú anh chị các bạn. Khi bước gần thì đã bị đuổi. Giờ cô chú anh chị các bạn cùng với em sẽ ôn lại một tí lịch sử và sẽ hiểu rằng thường thường các bô lão nói rằng là 5 ông thẻ không lẽ thua Tàu, mà giờ nay em mới kể 4 ông thẻ là lý do gì. Thì cô chú anh chị các bạn cũng biết, ngược về lịch sử 200 năm mấy lẻ của Đức Phật Thầy Tây An thì chỉ giao cho ông Đức Cứu Quản là ông Trần Quang Thành cấm 4 ông thẻ. Tại sao lại có câu nói rằng 5 ông thẻ không lẽ thua Tàu? Ở đây có nghĩa là 4 ông thẻ này sẽ xuất hiện một ông thẻ thứ 5 là ông thẻ Trung ương, mà ông thẻ thứ 5 này không do ai cấm cả và do kết giới của 4 ông thẻ kết giới lại thành một ông thẻ Trung ương để cai quản vùng đất linh thiêng màu nhiệm. Mà rằng đây thì cô chú anh chị cũng biết đó, thì ở hang Công Đức thì bà con cũng nói rằng đó là một ông thẻ thứ 5, gọi là ông thẻ bằng đá đó cô chú anh chị các bạn, là ông thẻ Trung ương kết giới. Nhưng cô chú anh chị và các bạn cũng biết, theo truyền miệng của người dân nói vậy, nhưng mà về lịch sử và môn phái Bụ Sơn Kỳ Hương và đạo Phật giáo Hòa Hảo vẫn chưa thừa nhận đó là ông thẻ thứ 5. Vì vậy, chúng ta đứng mọi vị trí về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc đấy. Đó là trong cái 8 điều răn cấm của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Giờ em cùng cô chú anh chị và các bạn sẽ cùng
một vài người dân ở địa phương xã Lương An Trà, tỉnh An Giang nói về ông Thẻ ở đây như thế nào nha cô chú anh chị các bạn. Giờ em mời cô chú anh chị các bạn cùng nghe với em nha. Lại đi ngồi quán nè mấy ông Thẻ, ông nói là ông Thẻ này sẽ giả, không đúng nhờ ông Thẻ, cũng như là ông Thẻ đúng là ông Thẻ là mấy trong Vĩnh Điều, Vĩnh Gia rồi đó ha. Dạ. Thay rồi đó là mấy ông nói là ông Thẻ thì thật. Còn ông này nè là người ta nói gì mình cũng có, tại tôi có lên sự thật mà tôi không có vô coi được. Dạ. Nói bằng cây gỗ rồi nó lủng, nó lâu ngày nó mọc, nó mục á, nó lủng lỗ lủng hang rồi người ta chuốt rồi ta quét á, quét cho nó bóng này nó bóng đó mà, nhưng mà cái lỗ hang này nè là quét không không có sạch, nó cũng còn cái thấy là ta nói không phải. Còn ông Thẻ của ta là đẹp, khỏi quét nó cũng bóng nó cũng đẹp. Sao ta nói ông này không phải thì mình không biết, tại vì mấy ông ở chùa Trần Tăng đồ đó rồi mấy ông ở cái ông Thẻ đó đó. Rồi mấy ông nói sao ông Thẻ đó là đúng là ông Thẻ, rồi sao vô nói ông Thẻ này là không giống. Nghe nói vậy đó, mình cũng biết có đi qua mà trong cái lúc mà đông quá bệnh dịch á, tôi không có đi qua. Tới cái lúc mà nó như nó giảm bệnh dịch tôi đi qua. Đi qua mà nhưng mà thôi vô. Không thôi vô coi. Dạ, giờ là đóng cửa cũng như là đóng cửa này nữa cho khoảng 3-4 tháng rồi. Bây giờ như mấy cái hồi đó đó, mấy người mà ở chỗ đó đó là ta nấu nướng đẩy dân mình lại cúng lại dữ lắm luôn. Dạ. Mà bây giờ đó là giải tán rồi, là ba cái đồ đó đó là người ta giải tán, ta cho dân chúng hết trơn rồi, giờ không còn nấu. Nhưng mà nghe nói là cái lúc đầu á, công an nó đóng phá niêm phong lại là nó không có cho vô. Dạ. Và bây giờ là không biết có cho vô hay không, mụ đang cho cả đó, nó muốn kinh doanh gì đó. Như là đất của nó là hai chị em nó bán là cái đó là tiền đất đó là không biết bao nhiêu tỷ đó. Dạ. Nhưng mà xuất phát ra từ chùa, từ là cũng hồi lúc mua xây đó là cũng có công an huyện, công an tỉnh luôn nha. Dạ. Rồi sau này nó đổ bể ra chỉ là không còn nữa, là nghe nói là cái bà bao nhiêu tỷ đó mua chỗ đó rồi mướn cô bé mướn rồi xây chỗ đó rồi tiền bạc đẩy khách ăn sao sao nó lu bu lắm. Nghe câu chuyện này nó cũng lu bu lắm mà mình ít đi lên mình cũng không có tìm hiểu được nhiều. Để tìm hiểu rõ thêm về địa danh bốn ông Thẻ và lịch sử của bốn ông Thẻ thì em mời cô chú anh chị và các bạn cùng xem video sau đây của em sẽ tách ra từng ông Thẻ để cô chú anh chị và các bạn mình tiện theo dõi và tiện tham quan ở nơi các dinh ông Thẻ vào những ngày gần kế lễ giỗ của Đức Phật Thầy Tây An là ngày 12 tháng 8. Vậy em làm series này để gửi đến cô chú anh chị và các bạn về dinh năm ông Thẻ. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của em và hẹn cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp nha.